Trung tâm điện tử Hành Phương xin gửi lời chào các bác. Vẫn là Phương Xúc đây ạ. Ngày hôm nay thì mời các bác hãy cùng đến với Trung tâm điện tử Hành Phương để chúng ta cùng tìm hiểu cũng như cùng so sánh giữa hai dòng súp, một là dòng súp điện, hai là dòng súp hơi của thương hiệu 3G. Đấy. Phương Xúc thì đã từng va chạm với rất nhiều loại súp và cũng đã từng được nghe cũng như tư vấn tới anh em rất nhiều cái về kỹ thuật để cho các bác lựa chọn được những cái dòng sản phẩm nó phù hợp với cái khả năng đầu tư cũng như phù hợp với cái nhu cầu, rồi là phù hợp về cái hình thức thiết kế. Thì ngày hôm nay em đang đóng rất nhiều súp, bởi vì là các bác quan sát đây rất nhiều súp đang được đóng để chuẩn bị lên đường. Phương Xúc sẽ cùng các bác tìm hiểu xem. Hôm nay thì Phương Xúc có cả hai cái modem, một là súp điện 3G bát 40 từ 22 côn 100. Hai là có cả súp hơi bát 40 của 3G. Đấy. Vậy thì đánh súp điện thì sẽ phù hợp cho những bác ví dụ như đánh đẩy hai kênh hoặc là sử dụng âm ly. Chúng ta không còn kênh để đánh súp hơi thì chúng ta sẽ sử dụng súp điện. Nói đến súp điện thì trên thị trường có quá nhiều, và với tầm giá có khi là 1 triệu, 2 triệu cũng mua được súp điện. Nhưng mà tại sao các bác này phải bỏ ra tầm 8, 9, 10 triệu mua một quả súp điện? Thì cái điều này chắc cũng không cần câu trả lời, thì các bác cũng biết lý do tại sao những người sẵn sàng bỏ ra 8 đến 10 triệu để mua một quả súp điện. Đấy. Thì báo cáo các bác là để so sánh với hai dòng sản phẩm này về kích thước thì về ngoại thất. Các bác quan sát về ngoại thất giữa quả súp điện 3G với quả súp hơi 3G kia thì hình thức thiết kế của nó như nhau. Đúng không? Các bác nhìn cái kết cấu của nó hoàn toàn như nhau, không có gì đặc biệt. Còn nói về súp hơi của 3G với súp điện 3G thì kết cấu của nó rất là gọn. Em đo luôn kích thước này. Một số bác hỏi em về kích thước nhưng mà nhiều hàng em không nhớ được. Khi nào mà bán hàng gì em đo luôn trực tiếp. Cái con này về chiều ngang của nó 50 này. Chiều sâu của con này đạt đỉnh max của nó là 47, 48 này. Đâu, 47, 46. Về chiều cao của con này nó rơi vào khoảng độ 46. Khá gọn. Nếu về nói súp điện 40 thì con này vẫn là gọn nhất. Các bạn nhớ những con súp DMX cái nó rẻ hơn một chút nhưng mà về kích thước của nó to hơn rất nhiều. Về củ bát thì hai con này nó đều chạy củ bát từ 220 côn 100. Về côn của nó là bằng nhau. Về kết cấu thì riêng con súp 3G này thì nó có súp điện thì nó có vỉ công suất ở đằng sau này. Các bác nhìn cái lô hàng này về nó mới lắm. Các bác nhìn cái tem này. Nó mới kinh khủng luôn, gần như chưa sử dụng. Nói thì không biết là các bác có tin không, như con này về đến nhà nó vẫn còn thùng xốp. Nhưng mà về đến nhà thùng xốp là nó nát. Các bác vận chuyển nó nát cho nên là bỏ thùng xốp đi rồi. Còn đâu tất cả con này gần như còn nguyên mới. Cái lô này thực sự là quá đẹp. Các bác mua hàng bãi thì nó cũng giá cũng ngang ngửa mấy con này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bác đang có cơ hội đầu tư những con súp hàng mới giá bãi. Thôi thì em cứ nhập rẻ, em bán rẻ cho các bác nó nhanh. Đấy. Những quả súp này giá bao ship của nó rơi vào khoảng 9 triệu đồng một con các bác nhé. 9 triệu đồng một con. Hàng xịn sò luôn. Còn con này là súp hơi. Súp hơi cũng kết cấu như vậy, thùng vách như nhau. Con này giá chỉ có 6 triệu thôi. Nhưng mà khi nào các bác muốn đánh được con này thì đương nhiên các bác phải có đẩy. Báo cáo bác là các bác phải có đẩy chuyên súp. Ví dụ như một con đẩy chuyên súp mà hàng dân dã thì nó rơi vào khoảng độ 4 triệu, 4 triệu 2. Hàng công suất lớn như con này thì nó khoảng độ 4 triệu 3, 4 triệu rưỡi bao ship. Đấy. Thế bây giờ thì để gọi là khách quan, mời các bác hãy cùng anh Phương đánh thử hai quả này. Trước tiên bật quả này lên tiếp. Để các bác cùng so sánh. Bây giờ em sẽ đánh quả súp điện trước các bác nhé. Cùng một bản nha. Con này đánh cứ quá hay luôn. Và về súp điện nó vẫn là vô địch. Tiếng nó căng và nó tròn. Nó có độ khỏe của nó. Cắm luôn cái quả súp hơi kia vào đẩy đi. Không có thêm cái tiếng ù kéo dài.
dài cao lên một tí, cắt dài sâu quá là nó sẽ dẫn đến cái tiếng bát nó không được gọn. Đánh như thế này rất là chắc. Tiếng rất chắc. Ok. Bây giờ lên quả súp hơi các bác nhé. Súp hơi cũng từ 22 cồn 100 của 3G, cùng một công ty, cùng một thương hiệu. Con này thì chúng ta lại phải đầu tư cao hơn. Con này có giá 9 triệu thì con này 6 triệu kết hợp với con này khoảng độ hơn 4 triệu nữa, nó khoảng độ hơn 10 triệu. Con này nó có chức năng đánh full và đánh súp. Tiếng súp của nó rất hay. Nói chung là giữa hai dòng súp hơi và súp điện của 3G đánh đều rất tốt. Súp hơi có vẻ gì đó nó có cái ưu điểm hơn là về cái công lực của nó. Công lực của nó thì mạnh hơn so với súp điện. Đấy, các bác thấy không? Và chúng ta có thể tùy chỉnh được cái công suất của nó. Tiếng khá mạnh mẽ. Và đặc biệt là súp hơi thì cái mức độ tinh chỉnh nó cao hơn so với này súp điện. Công suất của nó có thể đánh đạt đỉnh cao hơn. Và độ tinh chỉnh có thể là hợp lý hơn và nhanh hơn. Còn nói về súp hơi thì em cứ đánh giá, nếu súp hơi tính là 10 điểm thì súp điện của 3G nó rơi vào khoảng độ 8 điểm. Đánh tiếng nó kinh khủng các bác ơi. Cho nên là những bác nào, ví dụ tại sao các bác này phải đầu tư thêm khoảng độ hơn 1 triệu nữa để đánh súp hơi, thì em nghĩ đây là cũng là cái số tiền xứng đáng thôi các bác. Còn bác nào không thích rườm rà và thích gọn gàng thì chúng ta có thể dùng súp điện này. Con này ok rồi, bây giờ cho đóng luôn đi. Ok các bác, hàng cứ test xong là lên đường thôi. Con này cũng đã có khách này các bác này. Súp hơi và súp điện em đều còn. Đấy. Súp điện. Có một bộ dây như thế. Đấy, cái đầu dây vừa ấy bỏ ra đây. Ok, xin cảm ơn các bác đang theo dõi video. Và như vậy thì ngày hôm nay các bác đã được anh Phương tư vấn cũng như là giới thiệu các bác để các bác lựa chọn về cái quả súp điện hay súp hơi giữa 3G điện và 3G hơi. Thì chúng ta lựa chọn cái con nào thì hãy cho em biết. Và những bác nào đã chơi súp điện và chơi súp hơi rồi thì hãy cùng đánh giá và cho những cái bình luận phía dưới để các bác cùng trao đổi. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.